Ăn nè, lụm nè. Ồ. Nó chạy vô gì chứ. Ồ. Thôi, mình mến chào cả nhà nha. Thì bữa nay là buổi chiều cả nhà. Ra đây mình câu cá mì chinh nha. Chỗ này cũng có cá phi nữa cả nhà. Mình lâu lâu mình trở lại cái điểm cũ á. Điểm này cũng cách đây cả tháng rồi mình không có lại điểm này nữa. Hôm nay mình trở lại cái điểm cồn này, ở ngoài cồn nữa nè. Bằng không, ở đây bằng không rồi. Thì mình cũng tiến hành làm mồi với thả thính rồi chuẩn bị câu nha. Điểm câu mình này chỗ đó đó. Cũng gầy mồi mình cũng hết, mình mới đi mua đây. Mình cũng mới đi mua bịch nữa, chưa khui nữa. Mồi này thì rẻ tiền cả nhà, ký có 15 ngàn thôi. Cám gà. Giờ mình cho nó xuống thính trước đây. Đó, mình cho nó thính xuống rồi mình làm mồi, rồi là mình tiến hành mình câu. Giờ mình thời gian mình làm mồi thì mình gãy thính xuống. Đó, rồi cá nó lại. Mình làm mồi xong là mình câu luôn. Đó, cái này. Bên đây cái cồn, bên đó cái cồn, bên đây là tới hai cái cồn. Rồi. Cũng tiến hành làm mồi xong nha. Đây là mồi cắm gà cả nhà, mồi khô khô chưa làm. Giờ mình đổ nước vô. Mình cho nước vô cái mình bóp cho nó dẻo dẻo rồi mình câu xíu là câu được rồi. Bữa nay hy vọng là bội thu nha các nha. Đó, giờ mình bắt đầu mình thử cái độ sâu. Mình canh độ sâu á. Đây lưỡi câu đây, cái phao mình đây. Lưỡi câu này lưỡi số 10, 11, 11, 12 gì đó. Cũng không nhớ lưỡi số mấy nữa. Giờ mình canh phao. Chưa tới. Ở đây độ sâu cũng hơi khá khá. Thước thước mấy ạ. Rồi. Bắt đầu xuống mồi nha cả nhà. Rồi, xuống mồi lụm cây. Hy vọng là bữa nay có cá nhiều nhiều nha. Không ngờ cũng lâu rồi mình không có đi câu, không ngờ mình đi câu cá ngát không. Bữa nay nó bị nghịch nước cả nhà. Chưa có đi cắm được. Thuận nước mình mới đi cắm được. Bây giờ là nước cũng đang bị nghịch đó. Chắc bữa hai bữa nữa nước rong lên đó, mình đi cắm được. Phi cái nhà ấy. Để xuống lụm liền. Con này cũng được, bự. Cái này cá phi sông, cái này là bự rồi đó. Rồi, vô gọng câu tiếp nha. Em một em tiếp tục. Có chỗ này là có cá phi cái nhà. Mấy chỗ khác có cá mè dinh thôi với chim thôi chứ không có cá phi. Chỉ có điểm này là có cá phi rồi.
Ăn nữa kìa, ăn nữa hả? Thôi dối. Ủa, đang nổi phao luôn. Nó thường thường đang nổi phao vậy là cá mà cá mì dính á. Cá nó lại rồi nó ăn lia lịa luôn. Tiêu rồi. Mất miếng mồi chạy nó mất rồi. Thằng nhấp nhấp nữa rồi đó. Kỹ ta. Làm lại, làm lại. Để xuống ăn liền luôn. Cà phê khó lụm lắm nha. Ôi ơi, ăn nổi phao hoài vậy. Để xuống rồi nó lụm rồi. Lụm nè. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Mày dinh. Rồi cho nó vô gọng câu tiếp nha. Rồi tiếp tục. Lụm nữa à. Ăn nữa rồi đó. Nhấp 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 hoài. Lụm nữa nè. Lụm nữa nè. Ô cái dính bự. Ô ô. Quá đã. Mày dính chà bá luôn cả nhà. Trúng ổ rồi, lâu hoài lâu ngày trở lại điểm cũ là trúng rồi. Vô gọng ơi, cái điểm này là câu rồi, có cá thôi. Ăn nữa đó, để xuống ăn nữa đó. Được, trời ơi. Được bội cái nhánh bằng đó đó nha. Hồi về là đúng đó luôn đó. Để xuống là nó quất. Phi gì rồi. Mục tiêu rồi. Ăn nhẹ nhẹ không vậy? Rồi, xuống ngồi lại coi. Nãy giờ nó ăn mấy cái gì không dính nữa. Để xuống loại ghế thì nó không thôi ghế đó. Lụm. Trời ơi sao đang đang lúc cái phao luôn mà không dính ta.
lụm nè. Mày hả bưởi, mày hả bưởi, cái chim để xuống rạng liền, cái chim, cái chim vô rộng. Có cái chim lại nữa cả nhà, cái chim nó phi mày dinh về lùa lùa hết. Con nào mồi này là con gì cũng ăn đấy, cái chê nó cũng có, cái chê là cái chê cũng ăn luôn. Rồi nó mất hết rồi. Nó rồi ghĩa lấy mồi gì rồi. Rồi nó ăn cục mồi mất tiêu rồi. Để xuống lãnh ăn liền quá. Đó, không, để xuống lãnh quỷ liền quá. Bực 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 kìa. Xong rồi, nghĩ hết màu luôn. Họ thấy gì ta? Tiếp tục. Cá nó canh sẵn ở dưới cái gì kìa. Để xuống là nó nghĩ là mà con không biết cá nào con nhầm con dính con không. Ghĩa bật bật ra. Rồi ghĩa hết màu luôn. Ôi trời ông chuyển mưa đen hết trơn. Mày hả mày, mày hả bưởi, cá chim, cá chim nhỏ nhỏ cả nhà ơi, không được bự. Bây giờ chưa có con cá chim bự nào lại hết, chim con thôi. Đó, để xuống là nó nghĩa luôn à. Ôi ôi cá nhỏ, cá nhỏ, cá chim nhỏ nó lâu dữ lắm, cá chim bự đâu không thấy lợi. Lụm nè, để xuống lụm liền nè. Ú, mày dinh bự quá. Wow, đã. Vậy rớt xuống đây. Bộ mình đó cả nhà. Tiếp tục. Không biết cái trời mưa đó không chạy nữa. Ăn luôn cái gì ta? Ăn luôn cái gì kìa? Ôi,
ăn nữa. Lâu lâu nó ghé. Thế rồi. Ừ, khách mẫu. Lụm nữa nè. Ô, con gì đây? Cái gì đây? Nó chạy vô. Cá cóc cả nhà ơi. Cóc. Ê ê ê. Quá đã. Đây có con cá cóc nữa mà. Cá cóc dài đời luôn cả nhà. Cá cóc chạy dữ chứ. Rồi vô phòng. Vô gọng. Lâu lắm mới câu dính con cá cóc nè. Con đó mà chỉ cỡ chừng 1 ký nó chạy một cái, nó nhỏ chứ nó bự, nó chạy dữ lắm.